lựa chọn chủ đề có quan trọng hay không, lựa chọn chủ đề có quan trọng hay không, theo các anh chị là về cái vấn đề về lựa chọn chủ đề có quan trọng hay không, anh chị đã từng làm rồi. Ok, chính xác là nếu mà từng, các anh chị đã từng làm rồi nhé, từng làm rồi thì cái việc lựa chọn chủ đề nó cực kỳ quan trọng, nó cực kỳ quan trọng, là một cái bước rất quan trọng. Nhiều khi nó là gì ạ, là cái sự lựa chọn của chúng ta ấy, lựa chọn đúng ấy, thì nó luôn hơn sự cố gắng, kể cả là các anh chị có sự cố gắng nhưng mà lựa chọn nó sai thì thực ra là nó cũng sẽ không khó phát triển lắm, thực sự nó là như thế. Thì vì vậy cái chủ đề nó cực kỳ quan trọng anh chị nhé, chủ đề nó rất là quan trọng. Thì ví dụ như khi anh chị đã chọn cái chủ đề ấy, thì nó mà ít view rồi, ít người quan tâm rồi thì nó chỉ được ít thôi, ít, rất là ít sự tương tác thôi. Thì có những cái bài giảng ấy mà trên mạng cực hay nhé, thì cái nó chỉ có rất ít view thôi. Anh chị thấy đúng, có thấy một điều như thế này không, là cái kênh của anh chị là gì, có những bài giảng rất là hay, còn rất là giá trị nhưng mà view của nó rất là ít. Còn tuy nhiên thì có những bài sàm thì lại cực kỳ nhiều view, hàng triệu view luôn. Đấy là một cái, đấy là một cái điều mà chúng ta cũng nên biết là gì. Vì vậy ấy, chúng ta phải lựa chọn đúng cái mục đích của chúng ta. Chúng ta phải lựa chọn đúng cái mục đích của chúng ta nha anh chị nhé. Cái chủ đề thì nó, chúng ta nên lựa chọn là gì? Chúng ta phải lựa chọn chủ đề đúng cái mục đích của chúng ta. Khi chúng ta đã xác định rồi, thì ở cái khóa này này, ở đây là cái mà thông số mà mình vừa cập nhật từ các anh chị nhé, từ các anh chị này. Đó là các anh chị chủ yếu hiện tại đang là ở xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu cho doanh nghiệp của mình. Đấy. Thì khi đối với phát triển cá nhân và xây dựng thương hiệu ấy, rồi kiếm tiền từ quảng cáo, thì anh chị phải lựa chọn nó chính xác, nó phải đúng nhé. Kể cả là bán hàng này, anh chị phải có cái sự lựa chọn đúng với mỗi cái mà lựa chọn của mình. Và ở tiếp theo thì đây là những cái vài cái lời khuyên của mình để cho các anh chị có sự lựa chọn nó đúng hơn nhé. Ok, tiếp theo thì về cái vấn đề về chủ đề nó rất quan trọng rồi đúng không, thì theo các anh chị là còn cái điều gì nó quan trọng khác về phần chủ đề hay không, còn cái điều gì nó khác quan trọng về phần chủ đề hay không, có cái điều gì khác về cái phần chủ đề hay không? Ok, tiếp theo thì ok là anh chị chọn chủ đề đúng rồi, nhưng mà các anh chị có biết là ở đối với thị trường và ở cái khu vực ấy, ở cái thị trường ở quốc gia nó quan trọng không kém không? Có anh chị nào đã từng hiểu về cái vấn đề là thị trường và khu vực rất quan trọng? Có anh chị nào mà biết được điều đấy? Khi mà các anh chị muốn kiếm tiền thì các anh chị muốn kiếm nhiều ít nó phụ thuộc vào cái thị trường và quốc gia đấy. Có anh chị nào biết cái điều đó, là khi mà chúng ta làm chủ đề nó rất là quan trọng rồi, tuy nhiên thì cái việc lựa chọn tiếp theo là cái thị trường, cái khu vực của chúng ta nó cũng quan trọng không kém, nó cũng quan trọng không kém. Có ai biết được cái điều đó không? Có ai biết được cái điều đó không? Có ai biết được điều đó không ạ? Ok, thế thì mình sẽ đi qua. Đây là một cái thông tin cập nhật của mình nhé. Thì ở đây là ví dụ này, các anh chị chú ý này. Đối với một CPM, tức là một CPM của các nước, các CPM là gì ạ? Đó là 1.000 lần quảng cáo ở trên mà YouTube hiển thị ấy, thì các bạn được bao nhiêu tiền đó. Thì đối với ở đây nhé, các anh chị chú ý đến Việt Nam này. Việt Nam thì các anh chị thấy không, 1.000 view ấy thì các anh chị sẽ kiếm được là 0,3 đô thôi. 0,3 đô anh chị nhé, 0,3 đô. 0,3 đô mình cứ cho là 0,4 đô đi. 0,4 đô thì tức là được bao nhiêu, nhân lên thì rất ít đúng không anh chị? Quá ít. 1.000 view thì được có 0,3 thôi. Nhưng mà tuy nhiên nhé, đối với các anh chị lựa chọn các thị trường là gì? Thị trường đúng ấy, thì ví dụ như anh chị này thì tìm ở Australia này hoặc là Mỹ này nhá, thì rất là cao. Anh chị có thấy không, là đến hẳn 4 đô luôn cho 1.000 lần hiển thị nhá, 1.000 view nhá anh chị nhá. Các anh chị có thấy là cái việc lựa chọn chủ đề nó quan trọng rồi, thì cái trường anh chị làm thị trường, cái khu vực nó cũng rất là quan trọng không kém không? Đó là một cái điều mà đây là ví dụ nhiều anh chị ở Việt Nam ấy thì làm YouTube đấy, thì tất nhiên mình không nói những cái người đột biến thì người ta kiếm được một tháng thì rất nhiều tiền. Tuy nhiên thì với anh chị lựa chọn thị trường Việt Nam thì cái mức làm là 7 đến 8 triệu thôi. Thực sự nó là như thế. Còn tuy nhiên thì với các anh chị mà làm các chủ đề nước ngoài ấy, thì rất nhiều tiền anh chị nhá. Anh chị có thể thấy không? Nó gấp đến Việt Nam là gì ạ? Đến có thể đến 100 lần anh chị ạ. Các anh chị tôi thấy là nó rất nhiều không? Vì vậy cái lựa chọn của chúng ta nó rất là quan trọng nhá. Lựa chọn của chúng ta rất quan trọng. Ok. Tiếp theo là gì? Vậy thì chúng ta nên lựa chọn cái chủ đề như thế nào? Thì đối với những anh chị làm rồi thì mình không nói. Thì còn với những anh chị mà chưa làm thì đầu tiên nó phải phù hợp với mình nhé. Nó phải phù hợp với mình đã. Mình phải có cái đam mê để mình đi lâu dài. Thứ hai là chúng ta phải xác định được là chúng ta làm cái nội dung nó có mang lại giá trị cho người xem hay không. Đó là điều thứ hai. Và nếu mà trường hợp là chúng ta mới làm ấy, chúng ta nên chú ý đến là có thể là quan tâm đến cái chi phí của chúng ta một chút. Tức là chúng ta làm sao cho cái chi phí của chúng ta nó tốt nhất. Cái điều tiếp theo là với cái chủ đề thì các anh chị xem là được là chúng ta có cái điều gì khác biệt ở trong cái chủ đề đấy không, để làm cho nó có sự nổi trội hay không. Rồi, ok. Tiếp theo thì chúng ta phải xác định được là cái chủ đề nào hiện tại đang có nhiều người xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cái điều đó. Như vừa nãy mình có chia sẻ, đó là gì ạ? Là
Các anh chị chú ý là cái từ khóa mà hiện tại đang được nhiều người quan tâm nhất đang ở đây. Các anh chị chú ý nhé, đây là cái từ khóa mà hiện tại đang được nhiều người quan tâm nhất. Thì tức là nếu mà các anh chị làm về các nội dung liên quan đến từ khóa này thì nó sẽ, cái kênh của chúng ta nó dễ dàng nó phát triển hơn. Nó dễ dàng nó phát triển hơn anh chị nhé. Đó. Cái điều thứ ba thì tiếp theo ấy, đó là gì ạ? Là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là gì? Đi xem được các chủ đề nào hiện tại là nó đang được các kênh lớn làm, các ở tại Việt Nam và thế giới nhé. Tại sao mà họ làm những chủ đề đó? Vì đó là cái họ lựa chọn đúng. Cuối cùng là họ có sự lựa chọn đúng anh chị nhé. Thì kênh của chúng ta nó mới phát triển được. Mình ví dụ như qua Việt Nam đi, qua các kênh của Việt Nam nhé. Chúng ta xem là họ đang làm về cái chủ đề nào. Tại sao những kênh của họ mà nó rất là phát triển như thế? Đây là cái kênh ở Việt Nam các anh chị nhé. Đây họ làm này, giải trí này, hài kịch này, giải trí và âm nhạc ấy. Đó là những cái điều mà anh chị có thể là quan tâm vì nó là, tức là nó đang được nhiều người đón nhận, nhiều người quan tâm. Đó, về âm nhạc, về giáo dục, về giải trí nhá anh chị nhé. Đây là các chủ đề ở tại Việt Nam mà chúng ta nên hướng đến, nên hướng đến. Thì nếu mà ở ra thế giới nhé, bây giờ hiện tại là chúng ta đi ra thế giới đi, chúng ta hãy cùng nhau xem là gì, thế giới người ta nói gì, thế giới người ta cũng làm như thế nào, nó có khác ở Việt Nam hay không. Thì anh chị thấy không, kể cả là những cái mà 222 triệu đây này, thì họ cũng làm theo các chủ đề đấy thôi, là chủ đề về âm nhạc, giáo dục, rồi các trò chơi giải trí nhá, rồi thể thao. Đây là các chủ đề chính mà hiện tại nó đang được YouTube phát triển mạnh, đang được YouTube phát triển rất mạnh nhá. Đó là các chủ đề mà các anh chị nên quan tâm những cái điều đó. Khi mà các anh chị xác định kiếm tiền rồi thì chúng ta hãy xác định chủ đề cho nó đúng, cái lựa chọn đúng nó luôn luôn quan trọng hơn sự cố gắng anh chị nhé. Rồi tiếp theo là gì ạ? Đây là mình tổng hợp lại tại Việt Nam và thế giới thì là gì, các chủ đề đang được quan tâm là gì ạ? Là giải trí, là hài, là game, là phim, là âm nhạc và là tin tức hot. Thì đây là các cái điều mà các anh chị nên chú ý ạ. Và nó trùng với những cái từ khóa mà mọi người đang quan tâm các anh chị nhé, cùng trùng với từ khóa mà mọi người đang quan tâm mà vừa nãy mình có gửi cho mọi người xem đó.